An ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với những tin tức trong bản tin 113 online. Thưa quý vị, vào sáng nay ngày 8 tháng 7 tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2024. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự hội nghị về phía khách mời có Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Về phía Bộ Công an có các đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng. Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng. Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị quan trọng được tổ chức để đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ, giải pháp công tác trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân trong năm 2024. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, đồng chí Tổng Bí thư đã thông qua Bộ trưởng Lương Tam Quang gửi tới các đồng chí tham dự hội nghị hôm nay lời chào thân ái và những lời thăm hỏi thân tình, chúc hội nghị thành công tốt đẹp. Đồng chí Tổng Bí thư dặn dò, thời gian vừa qua, lực lượng công an nhân dân đạt được rất nhiều thành tích, kết quả, tạo được niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí mong rằng, 6 tháng đầu năm 2024, lực lượng công an đã nỗ lực làm tốt rồi, 6 tháng cuối năm phải nỗ lực nhiều hơn nữa, đạt kết quả lớn hơn nữa. Lực lượng công an nhân dân phải luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Công an của ta là công an của nhân dân, vì nhân dân phục vụ và dựa vào nhân dân mà làm việc. Phải thực sự trung thành, tôn kính, thương yêu nhân dân, gắn bó mật thiết với nhân dân. Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng nêu rõ, ngày 4 tháng 7 năm 2024, Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương 6 tháng đầu năm 2024. Đây là hội nghị quan trọng được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước rất quan tâm, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, do điều kiện không đến dự trực tiếp nhưng đã có bài phát biểu chỉ đạo hết sức quan trọng. Đồng chí Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ cũng đánh giá, Đảng ủy Công an Trung ương đã phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn, lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng công an nhân dân phấn đấu vươn lên, hoàn thành các mặt công tác, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, vượt tiến độ đề ra. Thời gian tới, trước diễn biến nhanh chóng của tình hình, thời cơ và thách thức đan xen, đòi hỏi lực lượng công an nhân dân phải kịp thời, nhạy bén, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, xác định những chủ trương, giải pháp cần bổ sung, điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng, cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân. Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, tại hội nghị hôm nay, sau khi nghe báo cáo tóm tắt tình hình kết quả các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu tập trung thảo luận để đánh giá đúng thực trạng của tình hình, xác định năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả. Từ đó, kiến nghị đề xuất với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, các chủ trương giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Nhằm đẩy mạnh xây dựng công an xã thị trấn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua công an các đơn vị địa phương đã chỉ đạo xây dựng củng cố lực lượng công an xã phường thị trấn, nhất là bố trí điều tra viên ở công an cấp xã. Qua đó phát huy vai trò của công an xã trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời tiếp nhận giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn cơ sở, góp phần từng bước xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Và sau đây là ghi nhận tại địa bàn huyện Gia Lộc của tỉnh Hải Dương. Khuya ngày 4 tháng 6 năm 2024, hai thanh niên trú tại xã Thống Nhất huyện Gia Lộc đã bị hai đối tượng cầm theo kiếm dài 40cm đe dọa, yêu cầu nạn nhân phải đưa tiền và điện thoại. Vừa được bổ nhiệm chức danh điều tra viên, Thượng úy Hà Minh Quang, trưởng công an xã Thống Nhất huyện Gia Lộc đã nhanh chóng cùng với đồng đội vào cuộc điều tra xác minh. Chưa đầy 24 giờ, chân dung của hai đối tượng đã được làm rõ. Ngay sau khi làm việc với bị hại và nhân chứng thì lực lượng công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để xác định đối tượng thông qua đặc điểm nhận diện nhận dạng của bị hại và nhân chứng thì
lực lượng công an xã đã tổ chức rà soát và xác định được các đối tượng nghi vấn là đối tượng nghiện game và gia đình là không quản lý giáo dục được. Do vậy là để có tiền tiêu xài cá nhân, các đối tượng đã nảy sinh ra ý định thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật. Xã Thống Nhất là một trong 18 xã thị trấn thuộc huyện Gia Lộc. Thời gian qua, bên cạnh việc thường xuyên gần dân, sát dân, tăng cường công tác sâu sát cơ sở, phát hiện hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, việc bổ nhiệm chức danh điều tra viên cấp xã đã giúp giải quyết nhanh chóng những vụ việc ngay tại cơ sở, tạo sự an tâm, phấn khởi và tin tưởng trong nhân dân và chính quyền địa phương. Qua đó cũng góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Trong buổi tối hôm đấy, cháu đi làm về, trời rất là tối, cháu có bị hai đối tượng chặn xe và cướp điện thoại. Lúc đó cháu rất là hoảng loạn và sợ hãi. Ngay sáng hôm sau, cháu lên trình báo cơ quan công an, thì các chú làm việc rất nhanh chóng. Trong hơn một ngày, các chú đã lấy lại chiếc điện thoại cho cháu. Cháu cảm thấy rất là vui và cảm ơn các chú công an. Trong thời gian qua, Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã tiến hành rà soát cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo để bổ nhiệm điều tra viên cho công an cấp xã. Hiện huyện Gia Lộc đã bố trí được 21 điều tra viên. Trong quá trình bổ nhiệm, đặc biệt chú trọng các đồng chí có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm, có tâm huyết, trách nhiệm trong công tác điều tra, xử lý vụ việc tại cơ sở. Lực lượng điều tra viên và cán bộ điều tra công an cấp xã đã nâng cao hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý đối tượng, quản lý địa bàn và đặc biệt là trong đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, cũng đã chủ động trong công tác tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm và thụ lý các vụ án ít nghiêm trọng và rất nghiêm trọng theo cái hướng dẫn số 10 của Bộ Công an, đã làm giảm tải, giảm áp lực cho cơ quan cảnh sát điều tra cấp huyện. Từ khi bổ nhiệm chức danh điều tra viên cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, phần lớn các tin báo được xử lý trong 24 giờ. Quá trình thực hiện điều tra đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quy trình nghiệp vụ, không để xảy ra oan sai. Từ đó tiếp tục khẳng định lực lượng công an xã, nhất là điều tra viên, là lực lượng nòng cốt để triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ngay từ cơ sở. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Hồ Thị Dung, trú tại thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điều tra ban đầu vào tháng 5 năm 2023, bà Trần Thị Vĩnh, trú cùng thị trấn có nhu cầu bán 2 căn nhà. Sau khi biết được thông tin, Dung đã liên hệ rồi thỏa thuận mua 2 căn nhà trên của bà Vĩnh với giá 11,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, thời điểm này, bà Vĩnh đang thế chấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 căn nhà và một ngân hàng để vay 3,3 tỷ đồng. Dung biết sẽ liên hệ với nhân viên ngân hàng VIB tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để đến thẩm định 2 căn nhà, giải ngân trả số nợ 3,3 tỷ đồng cho bà Vĩnh và lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì bà Vĩnh đã đồng ý. Và để tạo lòng tin, Dung đã lên thành phố Buôn Ma Thuột thuê 2 người lái xe ôm, đóng giả làm nhân viên ngân hàng VIB. Sau đó, mua sim giác đưa cho 2 người này, Dung liên lạc với bà Vĩnh. Dung đã yêu cầu bà Vĩnh đưa tiền để đi lo lót chi phí, nhờ nhân viên ngân hàng VIB xuống thẩm định. Bà Vĩnh đã nhiều lần chuyển cho Dung tổng số tiền 515 triệu đồng. Sau thời gian dài không thấy nhân viên ngân hàng đến thẩm định, bà Vĩnh đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Hiện vụ án đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra mở rộng để xử lý Hồ Thị Dung theo quy định của pháp luật. Một đường dây gồm 13 đối tượng vừa bị Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện triệt phá vì đã có hoạt động tín dụng đen trên không gian mạng. Các đối tượng cầm đầu các nhóm cho vay tiền trong đường dây này là Đỗ Thành Tôn, Vũ Văn Phong, Đào Văn, Nguyễn Ngọc Linh. Hình thức hoạt động của nhóm đối tượng này là yêu cầu người vay thoát tài khoản iCloud của bản thân, rồi đăng nhập vào tài khoản iCloud do đối tượng cung cấp để đối tượng quản lý thông tin và máy điện thoại của người vay. Trường hợp người vay không trả tiền thì đối tượng sẽ khóa tài khoản iCloud và người vay sẽ không sử dụng được điện thoại của mình. Mức lãi suất mà các đối tượng cho vay có khi lên tới hơn 600% một năm. Công an tỉnh Bắc Giang cho biết có hơn 30.000 lượt người trong cả nước đã vay của nhóm đối tượng trong đường dây này với số tiền giải ngân khoảng 70 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã hoàn tất kết luận điều tra, đồng thời chuyển Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố các đối tượng cùng chú huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang về tội bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.
Thông tin từ cơ quan điều tra, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7 tháng 2, tại khu đất trống thuộc tổ 15 ấp Bình Cuối, xã Bình Phước Xuân, Huynh, Trần Vũ và một số người tham gia đánh bạc ăn tiền dưới hình thức chơi bài tây ba lá cùng với Trung và Oanh, trú tại xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới. Trong lúc sát phạt nhau, Huynh đã cùng với Vũ Trân gây sự rồi đánh Trung và Oanh. Đồng thời nhóm Huynh, Vũ Trân và một số người đã ép buộc Trung và Oanh lên xe để trở về nhà Huynh. Tại nhà Huynh, Trân tiếp tục đánh Oanh. Riêng Huynh yêu cầu Trung lấy số tiền 14 triệu đồng trong ví để chiếm đoạt. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhận được tin báo của quần chúng, lực lượng công an huyện Chợ Mới đã đến hiện trường và làm rõ vụ việc. Mở rộng điều tra, nhóm đối tượng giang hồ do Phạm Minh Quyết cầm đầu có hành vi phạm tội trên vùng biển từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương. Công an của tỉnh đã bắt các đối tượng. Theo kết quả điều tra, từ tháng 7 năm 2023 đến nay, Quyết và Thắm đã cùng một số đối tượng đến cấu kết với nhau, tự ý bao chiếm mặt nước trên vùng khai thác tự do ven biển từ An Minh đến Kiên Lương. Khi người dân đến đánh bắt thu mua hải sản trên vùng khai thác nói trên, đối tượng Quyết đã chỉ đạo Thắm và đàn em đánh đuổi, không cho đánh bắt thu mua hoặc cho đánh bắt nhưng phải bán cho chúng với giá thấp. Nếu người dân không đồng ý, các đối tượng này sẽ đe dọa, thậm chí là dùng hung khí rượt đuổi, ném đá, vỏ bia và gây thương tích, mất an ninh trật tự trên địa bàn. Liên quan đến vụ án nói trên, đến nay công an huyện An Minh đã khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Công an huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai vừa bắt 4 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 3 gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Các đối tượng gồm Huỳnh Bá Đa, Phạm Văn Tâm, Nguyễn Thị Hơn và Nguyễn Trọng Tín. Điều tra mở rộng, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Cổ Thị Xính Lành tại ấp Phước Lý, xã Đại Phước, thu giữ nhiều dụng cụ dùng để phân chia ma túy và 4 chiếc điện thoại. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đang lập hồ sơ để xử lý 5 đối tượng. Trạm cảnh sát giao thông Madaway thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với công an xã Đại Lào, thành phố Bảo Lộc bắt giữ 3 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản đang trên đường tẩu thoát về hướng tỉnh Đồng Nai. Trước đó vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 6 tháng 7, lực lượng chức năng đã tiến hành dừng phương tiện và kiểm tra 3 đối tượng đang đi trên 2 xe máy có dấu hiệu khả nghi là Nguyễn Thị Kiều Trâm, Phan Thị Thanh Thủy cùng chú thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk và Nguyễn Trọng Hùng, chú thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Quá trình bị lực lượng kiểm tra, Trâm đã vứt một bọc ni lông trong bụi cây gần đó và kiên quyết phủ nhận không phải của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó đối tượng đã phải khai nhận bên trong túi có 17 chiếc điện thoại di động mà các đối tượng trộm cắp tại hội chợ triển lãm ở phường 1, thành phố Bảo Lộc. Được biết, Thủy và Trâm đều có tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới chấp hành xong án phạt tù. Hiện các đối tượng và tang vật phương tiện đã được bàn giao cho công an thành phố Bảo Lộc tiếp tục điều tra xử lý. Trong những năm vừa qua, tình hình tội phạm liên quan tới người dưới 18 tuổi mặc dù được kiềm chế nhưng còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là các loại tội phạm về bạo lực và xâm hại tình dục trẻ em. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới thực trạng này, trong đó phải kể đến công tác tuyên truyền hiện còn nhiều hạn chế. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đã phối hợp tham gia xây dựng phần mềm người trợ lý ảo trong phòng chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi được cài trên app điện thoại. Và phóng sự sau sẽ cho quý vị thấy rõ những hữu ích của phần mềm này. Ứng dụng phần mềm người trợ lý ảo trong phòng chống xâm hại trẻ em và người dưới 18 tuổi được thiết kế các bộ câu hỏi liên quan đến lĩnh vực xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng chống ma túy, căn cước công dân, an toàn giao thông, các hình ảnh hướng dẫn kỹ năng phòng chống xâm hại trẻ em. Việt Nam là một trong những quốc gia nhanh nhất trong cái tốc độ người dưới 18 tuổi sử dụng Internet, thì chúng tôi tham mưu cho bộ một cái giải pháp tiếp. Đó là đưa cái công tác tuyên truyền từ cái tuyên truyền trực quan tại cộng đồng, từ những câu hỏi thực tiễn đấy để nâng lên thành một cái phần mềm. Và phần mềm này chúng tôi gọi là phần mềm người trợ lý ảo hay là người bạn pháp luật của trẻ em. Vào cửa hàng của Google và chúng ta sẽ tải về với từ khóa là phòng chống xâm hại trẻ em. Thì ở cái thông tin của ứng dụng này sẽ hiện một cái thông tin là của Ban chỉ đạo KH506 Bộ Công an, là chúng ta căn cứ vào cái ứng dụng này để tải về và sẽ không có những cái ứng dụng mà mang tính lừa đảo tại khác liên quan.
Đặc biệt, ứng dụng phần mềm được cài đặt chức năng tổng đài khẩn cấp, đường dây nóng của các đơn vị. Ví dụ, Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, Cảnh sát 113, Phòng cháy 114, Y tế 115 và những câu chuyện liên quan đến tình huống xâm hại trẻ em nhằm trực quan hóa các kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, phòng ngừa trước các loại tội phạm. Tăng cường thêm các cái phối hợp giữa các liên ngành liên quan. Tôi có thể ví dụ như là ở Tổng đài Quốc gia 111 họ tiếp nhận một cái thông tin mà người gọi là tố giác về cái hành vi mà xâm hại bạo lực đối với trẻ em, thì cái thông tin này lập tức được Tổng đài Quốc gia 111 chuyển đến đơn vị cơ quan công an gần nhất của cái nơi mà xảy ra cái hành vi xâm hại trẻ em đấy, để cơ quan công an có thể kịp thời đến hỗ trợ giúp đỡ cho trẻ em và xử lý đối với cái hành vi đấy. Phần mềm là ứng dụng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đã phối hợp cùng với Công an các đơn vị địa phương, các bộ ban ngành để hướng dẫn tuyên truyền người dân, đặc biệt là các em học sinh cách cài đặt, sử dụng phần mềm. Đối với các kênh tương tác này thì thứ nhất đó là thông tin phải ngắn gọn, thông tin cụ thể và cái cách tiếp cận đối với người dưới 18 tuổi cũng phải có những cái hình thức đa dạng hơn. Và từ những cái cách tiếp cận khác nhau này thì người dưới 18 tuổi được tiếp cận và được thụ hưởng các cái thông tin liên quan đến pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em rất tự nhiên, cũng như là cảm và dần dần có sẽ có những cái nhu cầu tìm hiểu về lĩnh vực này. Theo số liệu thống kê từ năm 2020 đến hết tháng 9 năm 2023, cả nước phát hiện gần 7.500 vụ với gần 8.000 trẻ em bị xâm hại. Trong đó, số vụ xâm hại tình dục trẻ em chiếm tới hơn 80%. Việc mỗi người, mỗi gia đình chủ động trang bị các kỹ năng kiến thức pháp luật là vấn đề quan trọng để bảo vệ trẻ em, giúp các em chủ động nhận diện mối nguy hại, từ đó tự bảo vệ mình. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Công an thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội gây rối trật tự công cộng. Đối tượng Nguyễn Quang Lưu, sinh năm 1989, hộ khẩu thường trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này cao 1m60 và có sẹo chấm cách 0,5cm trên sau đuôi mắt phải. Và đối tượng Hoàng Quốc Trung, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này cao 1m58 và có sẹo chấm ở đuôi mắt trái. Gây rối trật tự công cộng được hiểu là hành vi gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự an toàn xã hội, thậm chí có thể gây ra thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, xâm phạm đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân. Theo Điều 318 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội gây rối trật tự công cộng có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Công an huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội đánh bạc. Đối tượng Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại xóm 3, xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm cách 1cm trên sau đuôi lông mày trái. Và đối tượng Hồ Văn Toàn, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xóm Vạn Long, xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Theo Điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người phạm tội đánh bạc có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm, bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng tùy theo tính chất mức độ phạm tội. Dù với bất cứ tội danh nào, tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Vì thế, quý vị nếu có thông tin về các đối tượng, hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an theo số máy đường dây nóng 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do Truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.